Xin chào các bạn. Với tất cả những người chơi golf thì chắc là chúng ta đều rất quen thuộc với thuật ngữ slice. Slice là thuật ngữ chỉ những cú đánh theo hướng cong. Thông thường với các golfer tay phải thì cú đánh cong đó sẽ có hướng xuất phát từ bên trái và sau đó vòng về phía bên phải. Và cú slice với rất nhiều golfer không phải là một cú đánh tốt. Cú đánh slice thực tế khiến chúng ta mất khoảng cách rất là nhiều, bởi vì đường bóng slice thông thường diễn ra do mặt gậy bị mở so với hướng di chuyển của đầu gậy, và điều đó dẫn đến việc là chúng ta tạo ra nhiều độ xoáy và đường bóng không những cong mà còn mất đi tốc độ, bởi vì năng lượng để sinh ra tốc độ lại bị sử dụng để sinh ra độ xoáy. Chính vì thế nên cú đánh slice thông thường rất khó kiểm soát về hướng và đặc biệt là cũng rất khó kiểm soát về lực. Và rất nhiều người coi cú đánh slice là một lỗi khi chúng ta chơi golf. Thực tế nếu như đường bóng của chúng ta chỉ hơi cong nhẹ từ trái sang phải, hay chúng ta còn gọi là cú đánh fade, thì cú đánh fade này thực tế nếu như chúng ta kiểm soát được lại có thể là một sở trường của chúng ta. Và có nhiều golfer, ví dụ như Bubba Watson là một trong những golfer sử dụng cú đánh fade rất hiệu quả ở trên PGA Tour, và anh đã có được rất nhiều danh hiệu với cú đánh fade nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, nhắc đến cú đánh slice thì chúng ta đều biết cú đánh slice thông thường rất khó để kiểm soát, và đặc biệt là chúng ta cũng không muốn kiểm soát một cú đánh mà lại mất khoảng cách nhiều như vậy. Vậy thì nguyên nhân của cú đánh slice là gì và làm sao để chúng ta có thể cải thiện hoặc là khắc phục được cú đánh slice của mình một cách hiệu quả nhất, thì đó sẽ là chủ đề của ngày hôm nay. Khi quan sát các golfer nghiệp dư tập luyện thì tôi thấy rằng về mặt tâm lý, khi chúng ta đánh slice thì rất nhiều golfer chọn giải pháp là chúng ta đóng mặt gậy lại để chúng ta úp gậy về hướng bên trái, và khi này đường bóng có thể bị kéo hẳn sang bên trái và chúng ta cũng không hẳn khắc phục được cú đánh slice. Thực tế nguyên nhân chính của cú đánh slice ngay cả khi chúng ta tiếp xúc vào điểm ngọt trên mặt gậy, đó chính là việc mặt gậy của chúng ta bị mở hơn so với hướng di chuyển của đầu gậy. Và điều đó nghe có thể phức tạp, tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi sẽ sử dụng công nghệ TrackMan để chúng ta có thể nhìn nhận một cú đánh slice một cách kỹ nhất, và tôi sẽ lý giải cách chúng ta có thể khắc phục được những lỗi đánh slice là như thế nào. Và bây giờ thì tôi sẽ thực hiện một cú đánh slice mẫu để chúng ta có thể có thông số và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cú đánh đó. Vậy thì các bạn thấy cú đánh này slice rất là rõ, đường bóng đi từ trái sang phải. Và đây chúng ta có những thông số vô cùng quan trọng ở đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn thấy thông số đầu tiên đó là club path, còn gọi là hướng di chuyển của đầu gậy. Con số thứ hai là face angle, có nghĩa là hướng của mặt gậy tại thời điểm tiếp xúc bóng. Và face to path, nó chính là mối quan hệ giữa mặt gậy so với hướng di chuyển của đầu gậy. Vậy thì trong trường hợp này, đầu gậy của tôi đang di chuyển theo hướng sang trái 5,5 độ và ký hiệu trên màn hình là -5,5. Mặt gậy của tôi tại thời điểm tiếp xúc ngay thời điểm đó lại mở 6,4 độ, có nghĩa là mặt gậy mở về phía bên phải mục tiêu một hướng 6,4 độ. Như vậy mặt gậy so với đầu gậy đang chênh nhau một khoảng cách là 11,9 độ. Và về cơ bản thì cứ khi nào chúng ta nhìn thấy mặt gậy mở hơn so với cả hướng di chuyển của đầu gậy tại thời điểm tiếp xúc bóng thì chúng ta sẽ có cú đánh cong theo hướng từ trái sang phải. Và trong trường hợp này, độ chênh là rất nhiều, lên đến 11,9, có nghĩa là gần 12 độ, thì chúng ta có thể đảm bảo đây là một cú đánh slice rất nhiều. Ở một góc độ khác, để chúng ta quan sát được dễ dàng hơn, đây chính là mô phỏng lại vị trí tiếp xúc bóng của TrackMan. Các bạn dễ dàng nhìn thấy hướng di chuyển của đầu gậy -5,5, đó chính là đầu gậy di chuyển theo hướng sang bên trái mục tiêu, một góc 5,5 độ so với cả hướng thẳng của mục tiêu. Và được ký hiệu ở trên màn hình ở đây đó là đường màu xanh da trời. Đầu gậy di chuyển sang hướng bên trái mục tiêu, một góc là 5,5 độ. Trong khi đó, mặt gậy tại thời điểm tiếp xúc bóng lại đang mở về phía bên phải mục tiêu, một góc là 6,4 độ. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy khi đầu gậy tiếp xúc vào trái bóng, đầu gậy đang di chuyển theo một hướng sang trái mục tiêu và mặt gậy lại mở về phía bên phải mục tiêu. Và độ chênh của hai góc này chính là 11,9 độ. Và trong trường hợp này độ chênh nhiều như vậy sẽ khiến chúng ta dẫn đến một cú đánh slice ngay cả khi chúng ta tiếp xúc vào điểm trung tâm trên mặt gậy, hay còn gọi là điểm ngọt. Thông thường nếu như mặt gậy mở hơn so với hướng di chuyển của đầu gậy một góc chỉ 1 hoặc 2 độ thì chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy những đường bóng phay phay nhẹ từ trái sang phải, trừ khi chúng ta sử dụng những gậy có độ mở mặt gậy cao. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn thấy mặt gậy mở so với đầu gậy một góc lên đến 4
5 hoặc là 6 độ thì chúng ta rất có nhiều khả năng sẽ quan sát thấy cú đánh slice. Và thông thường với những gậy có độ mở thấp thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy những con số như vậy nhiều hơn. Đặc biệt là những cây gậy có độ mở thấp nhất, ví dụ như cây gậy driver hay là cây gậy gỗ. Đó chính là lý do tại sao chúng ta lại rất dễ đánh slice với những cây gậy dài. Và trong ví dụ này thì tôi sử dụng cây gậy số 6 sắt và mặt gậy mở 12 độ so với đầu gậy, có nghĩa là chắc chắn sẽ là một cú đánh slice và chúng ta đã chứng kiến điều đó. Vậy thì khi chúng ta đã hiểu được nguyên nhân của cú đánh slice, có nghĩa là do mặt gậy bị mở rất nhiều so với hướng di chuyển của đầu gậy, thì chúng ta sẽ sửa lỗi đánh slice như thế nào? Chúng ta sẽ cần làm ngược lại, đó có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho mặt gậy đóng lại so với hướng di chuyển của đầu gậy. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể làm được điều đó. Để chúng ta có được con số của mặt gậy đóng lại so với hướng di chuyển của đầu gậy, có nghĩa là ngược lại so với cú đánh slice, thì các bạn sẽ cần phải có một chút điều chỉnh về cú swing. Đầu tiên, cú đánh slice sinh ra do mặt gậy bị mở so với hướng di chuyển của đầu gậy, hay còn một cách khác là đầu gậy di chuyển sang bên trái trong khi mặt gậy đang hướng sang bên phải. Lỗi đó sinh ra do khi chúng ta sử dụng phần vai quá nhiều trong khi chúng ta thực hiện cú đánh down swing đưa xuống. Khi chúng ta sử dụng phần vai nhiều, phần vai hay phần đầu sẽ di chuyển về hướng mục tiêu trước cả phần hông. Đây là lỗi vô cùng cơ bản bởi vì chúng ta cầm gậy bằng tay, có nghĩa là chúng ta cầm gậy vào phần nửa trên của cơ thể. Thế nên phần nửa trên rất dễ bị kích hoạt quá nhiều và chúng ta dễ sử dụng cánh tay để thực hiện cú đánh. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng phần vai nhiều như thế này, các bạn sẽ thấy phần hông sẽ không di chuyển về phía trước. Và đây là lúc đầu gậy của chúng ta sẽ di chuyển theo hướng sang trái mục tiêu khi chúng ta đưa đầu gậy tiếp xúc vào bóng. Vậy thì để khắc phục, chúng ta sẽ cần di chuyển phần hông trước. Vậy khi chúng ta sử dụng phần hông thực hiện cú down swing, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa cơ thể vào một tư thế có phần nghiêng hơn bình thường. Và đây chính là góc độ mà sẽ giúp cho đầu gậy di chuyển được theo hướng sang bên phải mục tiêu, ngược lại với cả cú đánh sử dụng phần vai. Ở một góc nhìn khác, các bạn sẽ thấy nếu chúng ta sử dụng phần vai, đầu gậy sẽ di chuyển sai hướng. Nhưng nếu chúng ta sử dụng phần hông, đầu gậy sẽ di chuyển đúng hướng hơn. Và nếu như chúng ta sử dụng phần hông hiệu quả, đầu gậy sẽ di chuyển sang hướng bên phải mục tiêu. Và nếu như chúng ta sử dụng phần hông hiệu quả, đầu gậy sẽ di chuyển theo hướng sang bên phải mục tiêu. Và khi đấy, tất cả việc chúng ta cần làm đó chính là thả lỏng cổ tay để cho mặt gậy có thể quay về hướng mục tiêu. Và khi này mặt gậy sẽ đóng lại sau hướng di chuyển của đầu gậy và chúng ta sẽ có được cú đánh draw. Theo ghi nhận của Trackman thì đây là một cú đánh draw ngược lại với cả cú đánh slice trước đó. Chúng ta có thể nhìn thấy các con số có phần khác nhau so với cả lúc trước. Đầu tiên, club path là hướng di chuyển của đầu gậy là con số dương 6,2 độ, có nghĩa là đầu gậy bây giờ không di chuyển về hướng bên trái mục tiêu nữa, mà đầu gậy đã di chuyển về hướng bên phải mục tiêu, hay còn gọi là theo hướng từ trong ra ngoài, một góc là 6,2 độ. Mặt gậy, face angle, dương 2 độ, có nghĩa là mặt gậy vẫn hướng về bên phải mục tiêu, một góc là 2 độ. Như vậy, mặc dù mặt gậy đang hướng về bên phải một góc là 2 độ, tuy nhiên đầu gậy di chuyển theo hướng sang bên phải mục tiêu là 6,2 độ. Vậy thì mặt gậy thực tế vẫn đang đóng so với đầu gậy một góc là 4,1 độ và ký hiệu ở đây là con số âm 4,1. Như vậy, trong tình huống này, mặt gậy đã đóng lại so với đầu gậy và khi này chúng ta có được cú đánh draw. Ở một góc nhìn khác, ở một góc độ khác như thế này, chúng ta có thể quan sát thấy đầu gậy đang di chuyển theo đúng hướng hơn, đó là hướng từ trong ra ngoài, hay còn gọi là hướng di chuyển về bên phải mục tiêu, một góc là 6,2 độ. Trong khi đó, đường màu đỏ thể hiện mặt gậy tại thời điểm tiếp xúc bóng, mặt gậy mở 2 độ, tuy nhiên vẫn đóng lại 4,1 độ so với cả đầu gậy. Và trong tình huống này thì một lần nữa, mặt gậy đóng lại so với đầu gậy và chúng ta có được một đường bóng draw. Như vậy, để tóm tắt lại, các bạn lưu ý, nguyên nhân của một cú đánh slice thông thường đến từ việc chúng ta di chuyển phần vai quá nhiều trong khi chúng ta thực hiện cú đánh down swing. Khi phần vai quá chủ động, chúng ta sẽ đưa phần đầu gậy di chuyển sai hướng, cụ thể là hướng từ ngoài vào trong hay là hướng đầu gậy di chuyển sang bên trái mục tiêu. Và mặt gậy khi này rất dễ bị mở so với đầu gậy và chúng ta sẽ có đường bóng slice. Để khắc phục lỗi đó, chúng ta sẽ cần di chuyển phần hông nhiều hơn khi chúng ta thực hiện cú down swing.
Và khi này thì đầu gậy lại dễ dàng di chuyển theo đúng hướng từ trong ra ngoài. Mặt gậy có phần dễ đóng hơn. Chúng ta có được mặt gậy đóng lại so với cả đầu gậy và chúng ta có được đường bóng draw. Còn rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến việc tại sao chúng ta dễ dàng đánh đường bóng slice. Tuy nhiên đây là nguyên nhân chính và các bạn có thể áp dụng lý thuyết này với phần lớn các gậy. Và trong quá trình tập luyện, nếu như chúng ta cố di chuyển phần hông nhiều hơn so với cả phần vai khi chúng ta đưa gậy xuống trong cú downswing thì chắc chắn là các bạn sẽ dễ dàng thấy đường bóng của mình sẽ cong theo hướng từ phải sang trái nhiều hơn. Và thực tế, một đường bóng draw thông thường sẽ dễ kiểm soát và xa hơn đường bóng slice. Và khi các bạn tập luyện theo đúng phương pháp như vậy, chúng ta sẽ tránh được cách tập luyện có phần mò mẫm, đó là chúng ta chỉ đơn giản đóng mặt gậy lại để đường bóng hết cong sang trái hay sang phải. Và không chỉ có mỗi một cú đánh slice mà các bạn có thể áp dụng phương pháp như vậy với tất cả các lỗi khi chúng ta tập luyện, đó là chúng ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị động tác như vậy, tại sao đường bóng lại cong như vậy, lại đi như vậy, và chúng ta sửa từ gốc, có nghĩa là chúng ta sẽ sửa từ nguyên nhân để chúng ta có được kết quả tốt hơn. Với phương pháp tập luyện như vừa xong thì tôi tin là các bạn sẽ tập luyện càng ngày càng tốt hơn và chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện được cú swing của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.